Hôm nay Giang đi cưới ở dưới đây, gặp mày, Gặp mẹ. mày đưa tiền nhưng mà em không lấy. À, thế là hôm nay là đi xuống tới đám cưới là gặp mẹ. Vâng. Là mẹ là đưa tiền cho em. Vâng. Nhưng mà em không lấy. Em không lấy. Đưa tiền ấy thì bà. Chắc là xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu của bác ạ. Hôm nay thì là em Hải là đi học mất rồi. Còn là ông thì là cháu Lực nhìn thấy là ông đang là lên kia này của bác này. Có vẻ như là ông say rượu hay sao rồi nhỉ? Anh sử dụng một lời chào tới các bác đi. Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của hai ông cháu của ba ông cháu của bác ạ, chứ không phải là của hai ông cháu, rằng là muốn ghi hình một cái thước phim nhỏ nhỏ về cái cuộc sống hàng ngày của ba ông cháu một chút của bác ạ. Đấy, hôm nọ thì sửa chở máy về thì đã để ở trong nhà rồi ạ. Vâng. Thế hôm chở máy từ dưới kia lên đến nhà thì có khó không? Có. Có à? Vâng. Đấy. Hôm nay thì em Hải là đi học rồi nhỉ? Vâng. Ông thì có vẻ là đi đâu uống rượu về sao nhỉ? Từ đây chị. Ông thì chắc là say rượu rồi nhỉ? Đấy, xử thì hôm nay ở nhà là định làm gì? Nhà thế ạ. Ở nhà thôi à? Vâng. Tí anh thấy là đằng sau có rất là nhiều lá cây thì tí là xử là dọn dọn lá cây một chút nhá. Rồi ông thì không biết là đi đi đâu uống rượu về rồi các bác này. Say rượu hay sao? Ông mi nó gen nọ. Chị là mi à? Ồ, vấn này bây giờ còn cơ mà gì vấn này à? Vẫn là tôi xử tay chính là mi à? Ồ, lăng tu sửa tay chính là mi á? Tôi xử. À, tu phứ á? À, tôi xử. À, thì hôm nay là ở dưới kia là ai ăn cưới à sử? Vậy là tôi xử chính À, ông thì à, say rượu rồi các bác. Vấn đêm à chị? Vậy là tôi xử chính là Vấn đêm mi. à? Vậy là tôi xử chính là mi. Thế hôm nay là sử là cùng ông là đi ăn cưới à? Vâng. Đi ăn cưới thì đi ăn cưới là trai gái? Con gái đó. Con gái à? Vâng. Thế là sử là vài năm nữa thì cũng đủ tuổi là ăn cưới đấy nhỉ? Hôm nay đi xuống đấy thì có cái gì vui không? Đi ăn cưới ấy. Nói cho Có. các bác nghe một chút. Được gặp thêm nhiều bạn mới à? Hả? Có gái không? Có nhiều đấy. Có nhiều gái à? Vâng. Thế có nhắm được cả em nào không? Không được. Không nhắm được em nào à? Vâng. Thế đi xuống đấy thì gặp nhiều bạn gái mà thì không biết là xin số à? Không biết ạ. Tán để vài năm nữa thì lấy được vợ. Bây giờ thì yêu thôi nhờ. Chưa biết tắng. Chưa biết tán. Có vẻ như là rất là ngại ngùng của bác đấy. Nhưng mà bên sông, bên trong thì chắc là cũng ngầm được là một bạn nào đấy rồi. Hôm nay đi xuống dưới thì có đông người về ăn cưới không? Có. Có Vâng. à? Phong tục của người Mông thì là ăn cưới như thế nào? Ăn cưới tầm độ bao nhiêu mâm? Nhầm măng ấy. Nhiều mơ mà Vâng. thế đi xuống cái đông người quá thì có uống rượu không đấy? Không, không được. Mua đâu à? Vâng. Đấy, sử thì cũng thanh niên ở trên làng của bác ạ. Để mà nói các bạn trên vùng cao của bác hầu như là ai cũng biết uống một chút rượu đấy, nhưng mà đa số là biết uống rượu, còn một số người thì không uống rượu đấy. Nhưng mà cháu Lực cũng lên với các em là khuyên nhủ với các em là không tuyệt đối là không uống rượu, hút thuốc lá là nhiều. Đấy, sau này lớn lên trưởng thành lên thì lúc đấy thì suy nghĩ chín chắn hơn thì làm gì tôi thắng làm Vâng. nhá. Bạn đưa để làm gì? Không biết, bảo là đưa cho em. Đưa cho em á? Vâng. Thế là đã lần nào mà mẹ đưa tiền cho như vậy chưa? Chưa đợi. Chưa. Vâng. Thế hôm nay là lần đầu tiên à? Vâng. Đưa cho mẹ đưa tiền cho thì em mẹ còn là nói gì thêm hay không? Có gọi là có nói qua sự quan tâm gì tới em Có không? Có. ạ. Thế có hỏi về Hải về ông không? Có. Là vẫn hỏi à? Vâng. Hôm nọ thì là cháu Lực cũng có chia sẻ lên cô bác thì mẹ của các em là muốn là ở lại lại quay trở lại về ở với lại em Sử với em Hải đấy. Tuy nhiên thì là không có được sự đồng ý của các em.
Thì cái điều đấy thì chắc chắn là em không có đồng ý được rồi cô bác ạ. Ở đây thì cũng có rất là nhiều các bác ở trên kênh nói với cháu Lực là nên giải quyết một lần là dứt điểm thôi cô bác. Đấy, nhưng mà khi mà cháu Lực lên thì lại không có gặp. Và tiếp theo đó thì nó cũng gọi là lâu 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 ra nhà ba ông cháu một lần ấy. Thành ra là cháu Lực không có biết là cái cách nào để mà giải quyết cho nó dứt điểm được. Thì cháu Lực cũng chỉ biết là bảo với lại em Sử với em Hải. Đấy, em Sử thì là lớn hơn em Hải. Thì em mới có cái sự chứng trạc và cái sự quyết đoán của cái bản thân mình. Thì làm sao mà cái cuộc sống của em ấy nó không có cái gì để mà nghĩ đến và không có gì mà phải buồn cả nhá. Đấy. Hôm nay thì Sử làm thêm công việc gì không để anh cùng làm cho. Có ạ. Vậy đằng sau này thì có vẻ như là cái ránh nước này. Thì vừa rồi em Sử nói với cháu Lực rằng là đang chuẩn bị lấy cào để ống nước, cào lấy cái ránh nước này à? Vâng. Qua hai, qua chỗ lá này, chỗ lá hát, hát buổi sáng này. Và mà thằng là có lấy qua cái này thông khao này. Thông khao này, mấy chỗ lần này bây giờ lại, bây giờ hát. Thông khao này, ai mấy chỗ thông khao này. Chào lần này có hơi chị ư tôi là ha một chờ này tôi là tôi bị lưu này ha một chờ này không nên bắt đầu là như nào sự cái trên điện đi xử với ạc thái đi dẹp cần thái đi đến là cắm cắm như mẹ à đấy đi cái cả bộ ăn xe thì cũng xe cũng phải mang đi qua đi qua cho công xe thì cái gì vậy có thể ta chết của mình mà sẽ mất cả tiền đâu mà luôn là mình biết cái luật vì ai luật sòn cả này mình chết của mình cả sẽ mất cả tiền đâu mà à sao sao mà sao tiền đâu nè có liên hệ liên cầu nè nhưng nhưng nó đi trên đây qua có thể hạ được cao như tay có một trăm mấy cái này một trăm mấy có một trăm mấy cái này có hai như thế như ta chỉ mất sao như ta có một trăm mấy như ta có một trăm mấy mấy cái trăm cái này có một hai như như ta có một trăm mấy cái chuyện mấy cái trăm cái như ta có hai như như ta có một trăm mấy cái chuyện mấy cái trăm cái như ta có Sử đi cắm điện đi trên gần lắng đi thời Sử đi à thấy đi ra chúng thấy bên làm ăn đấy trẻ răng vâng vậy thằng là cứ lấy cứ chả phải mình ra mà bố hỏi trên đỉnh thấy thấy rứa là mà hát quên là tìm ra lấy cái này bóng ở trên thấy lên đi học đó ở trên đi thấy à lên ra chỉ lâu mà đi lấy lắc là hát bóng cái này là hát Sử lên tháo lên đi cắm này lên đi học thấy đấy ra thấy đi học thấy bên đấy theo như anh nói thì có phải không? Đấy, thế thì tiền thì hàng tháng là bán phạm ông có gửi cho em một ít rồi. Đấy, là em dùng cái tiền đấy cũng như là để đóng tiền điện. Đấy, ông vừa rồi thì em có nói rằng là ông là lên uống rượu xong lại nói em nói là không cho cắm điện điện đó. Đấy, vừa rồi thì anh cũng đã bảo với ông rồi rằng là cái bây giờ thì là cái tiền phản điện ấy thì là em thì là ông sẽ không phải là lo là em là người mà đi đóng tiền điện đúng chưa đấy. Còn là ông thì là theo Sử nói rằng là có thỉnh thoảng uống rượu là hơi nói quá một chút thôi các bác dê chín lâu bên neo đấy chín lâu bên neo ông với lại Sử nói bằng tiếng Mông thì cháu Lực cũng không có không có nghe được mấy của bác ạ à. Chị Lo ơi, lo viếp nè chị hả? Anh em mình đi ra bên ngoài một chút. À đây, đây là bây giờ là máy này là để trong nhà luôn à? À này thì sau này thì cái hạt thóc cứng của nó sẽ ra bên này. Còn những cái hạt mà không phải thì nó sẽ trôi ra ngoài. Vâng. Như Sử đi
nhà người ta làm thì cũng biết là cái máy tốt lúa là nó như nào đúng không? Vâng. Ây à, thành, ây à, loa to đấy anh nhỏ. Cái rãnh này thì cũng vẻ là cũng khá là nhiều rác rồi. Ôi đây quần áo của Hải à? Cái nguồn nước này nó có suốt không sử? Có nghĩ là nhưng mà nó có liệu 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 là nó có quanh năm nữa không nhỉ? Bây giờ đào thì cũng không biết nhỉ? Đấy, cũng mong rằng là cái nguồn nước này nó có quanh năm đấy cô bác, để cho em sử có cái nước để mà sinh hoạt. Thế thì vừa rồi thì ông nói bằng tiếng Mông thì là nói những cái gì thì sử có thể nói lại cho anh em chút được không, để anh biết thêm cái câu chuyện là sử đang gặp phải. Hả? À? Vừa rồi ông ấy là ông lúc mà nói bằng tiếng Mông với em ấy thì là nói bằng nói những cái gì ấy? Không nói được à? Mày có cần phải đào 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 xem một số một tí không? Nó ít quá nhỉ? Chỉ hót qua cái phần là lá cây của nó thôi. Thế là ông là dạo này là hay uống rượu à sử? Uống rượu là hay nói hay nói chuyện đâu đâu à? Chắc là hôm nay là ông uống đi là gặp bạn gặp bè của bác ạ. Thực ra là cũng có uống một tí rượu rồi. Đây để nó khô đi xong đốt đi sửa. Vậy mong rằng là cái nguồn nước của nó, cái nguồn nước này này có liên tục để cho ba ông cháu là sử dụng. Cái này nó mà có nguồn liên tục có thể là đào ở đây làm một cái bể được ấy nhỉ. Anh xem nước nó có trong không. Nguồn nước cũng khá là trong nhé. Có vẻ như là mình đào cái nền nhà này xong là cái nước này là nó có đến tầm bây giờ đấy nhỉ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cái này thì phải dùng cuốc nhỏ để mới hót được nhỉ. Nó nhỏ một chút. Cuốc còn có cuốc nào nhỏ hơn không? Không có. Không có. Có vẻ như là cái rãnh này là lá cây cứ rơi xuống ấy. À đây này, khô ráo rồi. Cái này chắc là lấy tay cào đúng không ạ? Đây xong rồi một tí nó sử đốt đi sửa này. Cái mùa này thì nó cũng phải là mùa mưa ấy các bác, thành ra là nó không có nước để mà nó chảy vào.
Thì có bật lửa đấy không? Bật lửa đấy nhà. Có bật lửa thì lấy đốt thì đốt đấy luôn này. Đây. Nhà đốt thành từng tí một thôi. Xe là cuốc của anh cũng hơi to quá. Đấy, cái nền nhà đằng sau thì cháu cũng đào lên khá là rộng của bác ạ. Không có sợ là nó bị sạt lở cả. Anh dưới kia có một cái chổi chít nhỉ. Lấy cái chổi chít kia, lấy cái chổi chổi chít ra quét đi. Có phải lấy xe rùa để hót đi xử nhờ? Đấy, lấy xe rùa nhá. Đấy anh à, lấy xe rùa nhá. Đây đằng sau này mà xử mà không dọn thì có nhiều lá cây quá này. Xe rùa hết vào đây nhở? Từ đây nhá, để anh đẩy xe rùa qua bên kia đó. Qua chân rồi à? Xe rùa này có mỗi một bên chân này. Để cũng hơi khó đấy nhở? Trông. Đánh cầm cuốc. Này thì hót ra tít xuống cái kia để mà tí đốt luôn, đốt ở đây thì gần quá. Không dám đốt. Cái lá cây này thì ở bên kia có một cái đồi cây măng nứa đấy các bác, thì không thể tránh khỏi được là sau này là đằng sau là có rất là nhiều đất. Anh cạo bên kia hết nhá, xong thì hót bên kia nhở. Cạo thế thì nó mới sạch được sửa ạ. Ui dồi ôi. Anh à, từ đấy xe này đi đổ nhá. Cho anh em một cái chổi đó. Ông ấy say rượu đang nói gì ấy không bác ạ? Nó làm một tí vitamin hung hăng à? Thế ông có xử thì
Đợt này thì mới hay uống rượu à? Sau khi mà cái cuộc sống mà nó đầy đủ thì thay đổi rất là nhanh của bác ông ấy. Cái này anh quét ra trận kia luôn nhá. Xong là tí hot đây luôn đi nhở. Anh quét hết từ đây ra. Nó hình như nó có rất nhiều quá sửa lại, em phải thường xuyên quét nhá. Đừng để nó lâu thế nhá, lâu thế là có nhiều đất lắm, sau này nó tắc cái cống ấy, tắc cái rãnh nhá. Này, sửa đi không hết hot để anh quét ra từng tí một cho. Anh, nhiều đất quá. Đây này, toàn cái lá cây nó mà nó phân hủy thôi. Đây có là run này. Tay đằng sau này thì là Sử phải chú ý là thường xuyên là dọn lá cây một chút nhá. Quét ở ngoài ấy thì là quét luôn cả đằng sau nhá. Đây đổ đâu đơn? À. Ây, chà, chỗ này bao nhiêu gà con đấy? Sư. 10 con gà á? À, trong này thì Sư cũng nuôi là 10 con gà con này cô bác này. Đấy, khá là nhiều. Ôi, 10 con gà này thì sau này mà nó mà phát triển ấy thì là rất là nhiều. Có bao nhiêu con gà trống, bao nhiêu con gà mái ấy? Sư có đếm không? Chưa đếm à? Đấy, mưa mới lấy lên ấy thì không có dám thả các bác ạ. Thả thì sợ rằng là nó lại đi về nơi mà nó sinh ra ấy. Đây, phần là phía bên ngoài thì các em quét dọn là rất là sạch sẽ. Hôm nay thì cháu được lên ấy thì thấy là em ấy là đang chuẩn bị là quét dọn đằng sau. Mười con gà này sau này nó mà lớn lên thì làm một trang trại gà được không? Gà này Sử hay thường cho nó ăn gì? Cho nó ăn ngô à? Đêm mà đi ngủ là phải cẩn thận nhá, không là người ta về trộm mất gà ấy. Những cái bóng đèn ở phần là phía bên ngoài thì có sáng không Sử? Có. Vẫn sáng à? Đây thì bây giờ nếu mà mình lấy xoay ra bên này thì nó lại chiếu gà quá nhỉ? Chứ không mà xoay ra bên này thì được. Cái bóng kia thì nó có sáng ra đến tận đây không? Có. Nếu mà nó không ấy thì mình xoay cái bóng đèn này ra phướng bên gà kia kìa. Nhưng mà Sử có muốn xoay không? Xem Sử xem có xoay được không? Tại vì là cái
nó phải chiếu sang bên. Ui, chắc quá. Được, cả hai người thôi nào. Ủa, chắc trước mình để như để xi sao ấy nhở? À, để đá. Nhưng mà cho nó xoay ra bên kia thì nó sẽ sáng gà hơn đấy. Cái cây này liệu sau này báo to nó có đổ vào đây quá không? Nhưng mà nó đổ vào đây quá thì sửa bảo ấy lại chú mà có cái đường này chặt bớt nó đi nhá. Sau này nó đổ lên là cây này thì để mà đổ ấy thì nó sẽ không có bị hỏng nhà đâu, nhưng mà nó cũng sẽ bị ảnh hưởng một cái phần nào đấy. Lá cây này giờ đây nhiều quá. Lá cây nhờ. Hay đến cái mùa này là cái mùa mà nó đang mùa thay lá này cô bác này. Thì có rất là nhiều lá cây nó rơi xong, thế thì thành ra là như đằng sau của nhà em xử cũng thế thôi. Chỉ độ tầm là một ngày mà không dọn là một tuần thôi. Đã. Là dọn như kiểu là tầm phải vài xe rùa rác như anh em mình vừa dọn đấy. Đã. À. Ông thì có vẻ là đi ngủ rồi nhỉ. Đây không thấy nói gì rồi. Xem là ông đi ngủ chưa. Đang ngồi là bắn thuốc lào. Này nếu mà sửa để ngoài ấy, thì sợ sau này nó sẽ bị hỏng rất là nhanh. Dạ, sửa để phần trong nhà này một chút đấy nhá. Để trong này. Lúc nào mà mưa rồi thì giặt sạch sẽ xong rồi để cất đi vào nhà. Hôm nay thì tiếp tục. Hôm nay thì cháu Lực lại lên trên nhà của em Sử là ghi hình cho các bác xem về cái cuộc sống hàng ngày của các em sau khi mà được các bác Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Cũng lên thì cũng trong thời gian này thì cháu Lực cũng rất là bất ngờ các bác ạ, khi mà thấy ông của Sử là chủ nhật là hay đi vào chợ để mà uống rượu nhỉ. Vâng. Thế là cứ mỗi tuần là ông là đi vào chợ là để uống rượu à? Vâng. Thế nhưng mà ông làm gì để có tiền? Hay là tiền ông nọ là anh tiền mật ông đi lấy tiền mật ông về anh đưa cho ông thì ông có tiền đấy. Vâng. Nên vừa rồi thì cũng có nghe ông nói mang máng về rằng là nói bảo là em Sử là không có được cắm tủ lạnh. Vâng. Cắm nồi cơm điện đúng không? Vâng. Là lại nấu bếp củi đúng không? Vâng. Thì ông thì có lẽ là từ thời xưa tới giờ thôi các bác là chưa có được dùng những cái đồ đấy, cho nên là khi mà đóng tiền điện là hơn một chút, cho nên là rất là sót tiền. Đấy, cũng uống rượu và cũng nói với em Sử một chút. Lực thì cũng biết nghe tiếng Mông hiểu đấy, nhưng mà cũng nghe mang máng. Đấy, vừa rồi thì anh cũng đã bảo với ông rồi, đến lúc nào mà đến cuối tháng ấy, thì là em là người mà đóng tiền rồi chứ không phải là ông, cho nên là bảo là ông đừng uống rượu vào. Là lên nói thì ông là thường là nói là hai anh em mà. Nói có nói thêm nhiều thói thêm cái gì được không? Không nói được. Không nói à? Thế thì thế nhưng là ông đi uống rượu vào thì mới hay nói à? Vâng. Và đến cái thời điểm hiện tại thì thấy ông như thế thì cháu Lực cũng không có biết là nói như thế nào của bác ạ. Và có lẽ là cháu Lực cũng không có biết là nói gì thêm nữa các bác. Và chắc là thức phim này cháu Lực xin được kết thúc ở đây thôi các bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà của chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu sự chào tạm biệt quý ông bà của chú anh chị ạ.